Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua lên đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý bác anh chị các bạn cùng và tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục đang có biến động, là đang trong một vài ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại nha quý bà con. Thì hiện nay thì nhu cầu sử dụng thanh long cũng như các loại trái cây chúng vào tháng 7 này thì cũng tăng cao, nên dự báo là trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long có thể tiếp tục tăng. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 22.000 đến 23.000. Loại 2 dao động từ 17 đến 18.000, loại 3 dao động từ 12.000 đến 13.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay dao động từ 5 đến 6.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 16 đến 17.000, còn hàng sàn dao động từ 12.000 đến 14.000. Hàng giá của thanh long ruột trắng dao động từ 3 đến 4.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 13.000, 14.000, 15.000, bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giá của thanh long ruột trắng thì dao động từ 3.000 đến 4.000. Còn hàng thường dao động từ 8.000, 9.000, 10.000. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 18 đến 20, loại 2 dao động từ 13 đến 15.000, còn loại 3 dao động từ 10.000 tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý quán chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip tiếp theo trên kênh.